Rồi, thì anh em này là lá gió của hàm tiệm 634 nha, và 631 đời mới. Thì giá nhập này, nó bằng cao su màu đen nha, nhập xịn đây nha. Anh em này cao su nó bóng này, nó cứng này, bóp vừa rất là khó khăn nha, hàng xịn như vậy. Còn cái hàng chợ này rất là mềm, mềm hàng chợ hàng nội nè, mềm xèo à nha. Đó, thì anh em mua hàng chợ, anh em mua về là vài tháng nó sẽ mục bể ra, khô cứng nó bể luôn, cao su dở. Còn cái hàng xịn này anh em để 2-3 năm chưa nha, này đút vô ống nó bị teo, còn này anh em xài đút ống nó không có teo nha, nó rồ bung, nó khít nó mạnh hơn đó. Còn cái gon cho bò kẹo, gon này thì anh em xài cành 4.5 xài gon đen nha, còn 5.5 là xài gon này to hơn xíu nha, cành 5.5 gon silicon đó, xài cành 5.5 của tiệm 64 nha. Còn mà 64 mà xài 4.5 mà xài gon đen này đó, anh em coi cành bao nhiêu ly mình mua nha. Nó kính cái không quan trọng ở ron này. Rồi anh em cần alo số điện thoại mình tư vấn cho nha.